Dạ hello, xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng chúng em các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 thì cả chúng em xin giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích hàng chuẩn Nhật bãi nội địa các bác nhé. Và con này thì cam kết cho các bác là hàng chuẩn Nhật nhập về, hàng chưa có qua tay của người Việt Nam mình sử dụng các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng của cửa hàng chúng em. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên rất là nhiều máy, thoải mái cho các bác sự lựa chọn luôn. Tổng cộng gồm có 21 con máy cưa. Và cửa hàng chúng em là đã có phân chia hết theo thứ tự từng hàng này. Hàng đầu tiên là những dòng máy cưa Estin hạng cao cấp của hàng bãi Đức các bác nhá. Và hàng thứ hai là hàng cao cấp tầm trung. Đó, hàng Estin thì nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu 3 đổ lên cho tới hơn 5 triệu. Và hôm nay thì cả chúng em có hai con máy cưa khai thác các bác nhá. Đó, và hàng phân khúc tầm trung là trên dưới 3 triệu là sẽ có được một chiếc máy cưa cực kỳ chất lượng, nòng đứng, máy móc quá đẹp, mang thương hiệu của Echo các bác nhá. Và trên hàng trên cùng này là những dòng cưa nhỏ nhẹ có về sử dụng gia đình. Đó, các bác cắt củi đồ linh tinh mà giá trên dưới khoảng 2 triệu gì đó. Quay đầu thì các bác tham khảo thử lô trên đầu các bác nhá. Trên cùng, hôm nay là cửa hàng chúng em có chia hết rồi. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Đó, mà hình thức đặt hàng của bên em thì khá là đơn giản. Các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác nhá. Hàng thì không cần cọc, cửa hàng chúng em không cần cọc. Và hôm nay thì chúng em là có đánh dấu ký tự là cái mã máy em. Góc ví dụ là các bác muốn đặt hàng con nào mà không biết tên máy, không biết thương hiệu của cây máy gì mà các bác cảm thấy ưng ý rồi á, thì cửa hàng chúng em là có đánh dấu cái ký tự mà mã như hôm nay đánh dấu là M1 này, từ M1, M2, M3, M4, M5 cho tới M21 các bác nhá. Đó là ký tự hết ở trên này rồi. Các bác đọc giúp cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu ở trên này rồi thì các bác thì em sẽ biết ngay là các bác muốn đặt hàng con gì để cửa hàng chúng em đóng hàng gửi đi cho nó đúng máy các bác lựa chọn các bác nhá. Và giá hiện tại là cửa hàng chúng em đã công khai trên này rồi. Từng con một là có báo giá hết rồi đấy ạ. Đó, từng con là có báo giá hết trên này rồi. Và giá đó là đã bao gồm phí ship và tăng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một tip mở buji, một chiếc rốp và một tô vít chỉnh các bác nhá. Là đã bao gồm phí ship hết rồi các bác nhá. Giá ở trên này là đã bao gồm phí ship hết rồi. Đấy. Vâng, thì để làm một cái video để mà test nổ từng con thì nó hơi dài quá. Tí nữa thì cả chúng em sẽ test nổ từng con một. Thì bây giờ để đỡ làm mất thời gian cho các bác xem ấy, thì cả chúng em sẽ quay nhanh qua từng con một. Các bác nào mà ưng cái con nào rồi thì có thể liên hệ đặt hàng ngay các bác nhá. Máy thì cửa hàng cực kỳ đẹp luôn. M1 là một con máy cưa Estin 170C các bác nhá. 170C có tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, nòng 37 ly, nòng đứng. M2 là một con máy cưa Estin 020. Đó, nòng 5. Con này là nòng 40 ly các bác nhá. Dạ, M3 là một con máy cưa Estin 021 có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, nòng 40 ly, công suất 40cc. M4 là một con máy cưa Estin 023. Đó, cũng cực kỳ xuất sắc và cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Máy móc tình trạng nguyên zin, công suất 40cc. M5 là một con máy cưa Estin 024AV. Đó, lốc nhôm, nòng đứng 42cc. Và M6 là một con máy cưa Estin 024AV Super. Con này công suất của nó là 44,3cc các bác nhá. Nòng đứng, lốc nhôm. Đó. Dạ vâng, tiếp đến là con M7. M7 là một con máy cưa Echo Curit 35cc. Đó, con này thì lam của nó khá là chất lượng luôn các bác nhá. Lam là lam Latin luôn, lam tản nhiệt, chuẩn hàng Echo Curit các bác nhá. V3501. Vâng, M8 là một con máy cưa Echo Curit 3700, công suất 37cc các bác nhá. Con này thì lớn hơn con M7 này. Đó. Vâng, và con M9 là một con máy cưa Hitachi công suất 35cc. Đó. M10 là một con máy cưa cũng hiệu Echo Curit, con này thì công suất cũng 35cc các bác nhá. Đó, một con máy cưa tiếp M11 là một con máy cưa Progren. Là con này thì nó cũng thuộc dòng Echo Curit luôn. Công suất của nó cũng 35cc các bác nhá. M12 là một con máy cưa Hitachi 35cc. Vâng, hàng bên dưới này là những dòng máy cưa nòng đứng các bác nhá. Và trên này thì nó là những dòng máy cưa nòng nằm, cưa hệ cưa gia đình, nhỏ gọn, giá rẻ. Đó, hôm nay là con M13 là một con máy cưa Echo Curit 3000, công suất 30cc, giá cực kỳ rẻ, 1850, 1.850.000 các bác nhá. Vâng, và con máy cưa Makita có tích hợp chụp giật trợ lực
núm mơ sang phụ đầy đủ full chức năng, máy móc thì cực kỳ đẹp, tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Con này khá là chất lượng, con này thì giá 2.200.000, một con máy cưa Ryobi cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn, M15 đó, công suất cũng 30cc. Con này thì giá 2 triệu hơn một tí xíu. Một con máy cưa Echo Curit 33cc đó, giá 1.900.000. Một con máy cưa Shinawa đó, Shinawa con này nòng nằm tích hợp trục giật trợ lực lò xo. Một con máy cưa Tananka công suất 33cc các bác nhá. Thương hiệu khá nổi tiếng, máy móc thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Một con máy cưa Komatsu G320 công suất 32cc, nhỏ gọn cho các bác về sử dụng gia đình, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em là có hai con cưa tay cụt cho các bác về sử dụng. Một con máy cưa Echo Curit M20 giá cực kỳ hữu nghị, Echo Grand các bác nhá, công suất 30cc. Con này giá 1.700.000. Con này thì nó có khuyết điểm một tí xíu là nó có một cháy cháy ở đây, nên là cửa hàng chúng em là xả luôn giá rẻ cho các bác về sử dụng các bác nhá. Chứ còn nếu mà đúng giá thì con này hiện tại bây giờ nó đang khoảng trên dưới 2 triệu gì đó. Đó, và một con máy cưa cuối cùng là một con máy cưa Ryobi khá là đẹp, khá chất lượng đúng không ạ? Con này thì tình trạng này quá là xuất sắc, như thiếu thùng luôn ạ. 1.900.000. Đó, và cửa hàng chúng em là đã có quay nhanh một lô đấy rồi. Các bác nào mà cảm thấy mà ưng ý con nào rồi thì hãy tua lại đến cái video mà test nổ của cây máy các bác nhá, để xem có thể dễ dàng nhất. Vâng, và cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để giới thiệu từng con một, test nổ từng con một cho các bác xem qua tiếng máy. Dạ vâng, mở màn cho cây lô máy ngày đầu tiên các bác nhé. Là một con máy cưa được ký tự là M1, một con máy cưa Estin 17MC, có tích hợp trục giật trợ lực hàng bãi Đức, tình trạng nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Con này thì nó tích hợp hai ốc ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhé. Lam con này thì mặt cắt của nó là được 31 phân mặt cắt các bác nhá. Đấy, và tích hợp trục giật trợ lực thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên từ ATZ. Con này thì nó khá là đẹp luôn các bác nhá. Đó, tình trạng máy móc hàng chuẩn bãi, tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Nòng con này là 37 ly, nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình thôi các bác nhá. Các bác nào mà nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ để cắt củi gia đình thì các bác lựa chọn con này các bác nhé. Con này thì khai thác không được các bác nhá. Các bác vui lòng xem kỹ video. Còn những con nào khai thác được thì cửa hàng chúng em sẽ bảo là con đấy khai thác được, để tránh tình trạng các bác khi các bác đặt hàng thì về nó sẽ không đủ công suất, cũng như là máy móc nó không đúng như mình mong đợi, thì nó cũng vừa mất tiền ship của em mà nó lại khó ra cho các bác nhá. Đấy, con đầu tiên là con máy cưa M1 về sử dụng gia đình. Dạ vâng, tiếp đến là một con máy cưa M2, một con máy cưa Estin 020, cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhá. Tình trạng máy móc con này thì quá là xuất sắc luôn, cực kỳ đẹp, ốc thì khá là còn vàng ươm luôn các bác. Con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá, đã lên cho các bác một sợi xích mới luôn rồi ạ. Đó, còn lam vẫn là nguyên zin của nó, là máy con này mặt cắt của nó là được 33 phân mặt cắt các bác nhá. Con này thì nòng của nó là 40 ly, công suất của nó là 36cc các bác nhá. Con này thì nó khai thác nhẹ nhàng cũng được này các bác, con này thì nó có thể khai thác nhẹ nhàng được các bác nhá. Đó, con này thì vòng tua của con này thì cũng cực kỳ khỏe, lam con này thì có thể kéo được khoảng tầm lam 50 đổ về. Đó, khai thác nhẹ nhàng. Một con máy cưa Estin 020, con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3.500.000, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Mặt tiền quá là ok luôn các bác này, chưa hề có vết xước hay làm sao luôn các bác nhá.
Dạ vâng, tiếp đến là một con máy cưa Estin 021 chuyên khai thác tầm trung các bác nhá, mà mang thương hiệu của Đức Made in Germany. Một con máy cưa hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Con này lam, con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Mặt cắt con này được 40 phân ạ. Xích là xài xích chung 91. Lam xích, xích thì khá là to bản. Con này thì lam xích thì tình trạng là nguyên zin theo máy luôn các bác nhá. Con này thì nòng 40mm, công suất 40cc. Máy móc tình trạng thì cực kỳ đẹp và xuất sắc. Đó, nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.850.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một tip mở buji, một chiếc rỗ và một tu vít trình. Con này thì có thể khai thác tầm trung kéo được khoảng tầm 50 đến 55 đổ về các bác nhá. Tay nắm giật to bản này. Nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Dạ vâng, tiếp đến là một con máy M4. M4 con này là máy cưa Estin 023 các bác nhá. Công suất của nó cũng là 40cc, nòng 40mm. Con này thì nó là sản xuất năm 1993 các bác nhá. Tình trạng máy móc, tình trạng nguyên zin nguyên bản. Giá của con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 4 triệu đồng. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Lam con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 40 ạ. Máy móc con này khá là đẹp, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Cửa hàng chúng em thì các bác nào mà đã theo dõi lâu rồi thì cũng biết cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm máy hàng sưu tầm tuyển chất lượng các bác nhá. Dạ vâng, và trong lô máy ngày hôm nay thì có một con máy cưa M5 và M6 là hàng chuyên để khai thác chuyên nghiệp các bác nhá. Con này thì các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa công suất cỡ lớn để về khai thác keo tràm thì các bác tham khảo từ hai con này các bác nhá. Các bác lựa chọn giúp em hai con này. Đó, lốc là lốc nhôm, chịu nhiệt rất là tốt các bác nhá. Đó, lon con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới. Làm con này mặt cắt là được 45 phân, 45 phân mặt cắt các bác nhá. Đó, có tích hợp đầy đủ chức năng cho các bác. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Thắng xích thì sử dụng từ A tới Z. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 5.100.000. Tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, hàng chưa bung chạm máy móc các bác nhá. Về thoải mái cho các bác về khai thác luôn. Các bác nào mà có khai thác chuyên nghiệp thì các bác lựa chọn giúp cho em hai con này. Đó, giá 5.100.000, cả hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ vâng, và còn các bác nào mà thích công suất lớn hơn một tí xíu thì các bác lựa chọn cho em con này nữa các bác nhá. Con này là một con máy cưa Estin 024 AV Super để nâng cấp của dòng 024 và 024 AV các bác nhá. Những dòng máy cưa 024 AV như con M5 vừa rồi là công suất của nó là 42cc, còn riêng con này thì công suất của nó là 44cc các bác nhá. Đó, giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 5.400.000, vẫn là đầy đủ chức năng từ A tới Z.
tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 này. Ốp lam là ốp lam nhôm luôn các bác nhá. Lốc là lốc nhôm luôn. Đó, con này mắt xích khá là to bản. Nhưng mà theo máy của con này thì cây lam của nó thì có phần ngắn hơn con kia một tí xíu. Lam con này mặt cắt là được 40 các bác nhá. Mặt cắt được 40 ạ. Đó. Con này thì có thể kéo lên khoảng tầm 50 60 thoải mái luôn các bác nhá. Dạ vâng, vừa rồi thì cửa hàng chúng em thì đã test nổ hết là cái hàng đầu tiên là cái hàng máy cưa Estin. Và bây giờ thì cửa hàng chúng em là qua là lô máy cưa hàng cao cấp tầm trung các bác nhá. Là một con máy cưa Echo Curit 35cc nòng 38 ly các bác nhá. Con này thì cực ký hiệu là M7 này các bác. Máy móc tình trạng khá là đẹp, quá là chất lượng luôn các bác nhá. Tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Con này theo máy là một cây lam tản nhiệt luôn các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản. Con này thì lam của nó là theo máy là lam Latin luôn ạ. Đây, các bác nhìn có rõ không? Lam Latin luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp và chất lượng. Lam con này mặt cắt là được 40 các bác nhá. Mặt cắt được 40 ạ. Con này cho các bác nhìn cái phần bô với phần mặt tiền của nó này. Như mới, keng xẻ beng luôn các bác nhá. Đó. Có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Một con máy cưa Echo Curit 35cc có đầy đủ chức năng, có cả xả áp ở đây luôn các bác nhá, xả áp đầy đủ. Giá con này là 3.050.000, được ký hiệu là M7 các bác nhá. Dạ vâng, còn các bác nào mà thích thương hiệu của Echo rồi nhưng mà con 35cc thì nó vẫn không đủ công suất thì các bác lựa chọn con này các bác nhé. Con này thì công suất của nó là 37cc, máy móc tình trạng cũng là nguyên zin nguyên bản từ AZS, tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Con này là lốc nhôm luôn các bác nhé, máy là lốc nhôm luôn ạ. Đó, lam con này mặt cắt là được 35 phân, mặt cắt là được 35 phân các bác nhé. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu đồng. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ. 37cc, nòng 40 ly các bác nhé. Dạ vâng, qua tiếp là con M9 là một con máy cưa Hitachi. Con này thì công suất của nó vẫn là 35cc nòng 38 ly. Giá con này là 2.950.000. Đó, và được tích hợp đầy đủ chức năng. Có con này thì có là tích hợp chụp giật trợ lực lò xo luôn các bác nhá. Máy móc khá là đẹp, tích hợp hai ốc lam. Lam con này theo máy là 35 phân các bác nhá, 35 phân. Có đầy đủ núm buông xăng phụ đầy đủ cho các bác luôn. Một con máy cưa Hitachi, quá là thương hiệu rồi. Máy móc con này thì cực kỳ đẹp. Giá con này được cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.950.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng thêm phụ kiện.
Vâng, tiếp đến là một con máy M10, một con máy cưa 35cc. Đó. Con này là công Echo Curit luôn các bác nhá. Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu đồng. Con này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá. Lên một sợi xích mới, lam là lam bánh xe. Chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả, nhưng mà con này thì nó là nguyên zin nguyên bản và được tích hợp là lam tản nhiệt luôn các bác nhá. Máy móc thì khá là đẹp và chất lượng luôn. Con này lam, con này mặt cắt là được 40 phân. Mặt cắt được 40 phân ạ. Đó. Theo máy là tích hợp trục giật trợ lực luôn các bác nhá, tích hợp trục giật trợ lực luôn. Ốc lam là hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13, khá là chắc chắn. Nòng là nòng đứng đầy đủ phụ kiện từ A tới Z các bác nhá, linh kiện cũng rất là nhiều. Dạ vâng. Tiếp đến là một con máy M11. M11 là một con máy ProGen. Đó. Con này thì cũng là thuộc thương hiệu Curit, Echo Curit các bác nhá. Đây, nó có phần tem này. Đó. Đây, nó có phần tem Curit này các bác. Made in Japan các bác nhá. Đó, con này thì nó là thương hiệu, cùng thương hiệu với lại là dòng Echo luôn. Đó. Nó cùng thương hiệu với cái dòng Echo Curit luôn các bác nhá, chứ không phải là một cái hãng nào khá xa lạ cả. Công suất của nó vẫn là 35cc các bác nhá, tích hợp hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Và cửa hàng con này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi. Lên một sợi xích mới rồi các bác nhá. Có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Con này thì tình trạng là khá là đẹp. Máy móc con này thì nó thiết kế kiểu màu trắng trắng như này là khá là tinh xảo luôn các bác nhá. Vâng, tiếp đến là một con máy M12, một con máy cưa Hitachi, công suất 35cc các bác nhá. Tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này. Lam con này thì mặt cắt là được 35 phân. 35 phân được tăng giảm trực tiếp trên phần cây lam luôn các bác nhá. Tăng giảm xếp cây xích đi ạ. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ từ A tới Z. Giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2.900.000, có tích hợp trục giật trợ lực các bác nhá. Đó là đây là những đã hết những cái hàng máy cưa công suất cao cấp tầm trung. Đó, về cho các bác về khai thác tầm trung là lựa chọn những cái dòng như thế này cũng khá là ok các bác nhá. Đó, vâng, và bây giờ thì cửa hàng chúng em sẽ test qua phần máy cưa gia đình các bác nhá. Máy cưa nhỏ nhẹ xài gia đình, máy cưa những dòng máy cưa giá rẻ. Dạ vâng, tiếp đến là đây là những dòng cưa máy cưa giá rẻ. Đầu tiên là con máy M13, một con máy cưa Echo Curit nòng 5 cộng 3.000, công suất của nó là 30cc, cực kỳ nhỏ nhẹ cho các bác được sử dụng gia đình các bác nhá. Con này thì cân nặng em nghĩ chỉ khoảng tầm gần 4kg đến 4kg thôi. Tích hợp hai ốc lam này, vẫn là hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10, cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Đó, lam con này mặt cắt là được 35 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá, trên thị trường bán rất là nhiều. Đấy, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác, nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình, cắt củi cái đồ linh tinh hoặc là lâu lâu mới các bác mới sử dụng thì các bác lựa chọn con này các bác nhá. Bởi vì giá của nó thì cực kỳ hữu nghị luôn, cũng như là giá cả thì rất là phải chăng. Đó.
Dạ vâng, con M14 là một con máy cưa Makita này, cực kỳ chất lượng, tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Dây giật thì các bác thể nhìn như mới luôn đúng không ạ? Dây giật sáng canh xà beng luôn các bác nhá. Con này thì tình trạng thì như sưu tầm luôn các bác. Tích hợp một ốc lam, lam con này mặt cắt là được 34 phân các bác nhá, 34 phân. Đó, đầy đủ núm bơm xăng phụ, đầy đủ chất lượng cho các bác. Thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.200.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ vâng, M15 là một con máy cưa Ryobi. Tình trạng thì 99% các bác nhá. Đó. Các bác tham khảo qua, một con máy cưa cực kỳ đẹp. Sưu tầm quá VIP luôn các bác nhá. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá. Lên một sợi xích mới luôn rồi ạ. Lam con này mặt cắt là được 35 phân. Con này thì mang thương hiệu của Ryobi, hàng Nhật bãi nội địa các bác nhá. Đây, made in Japan này. Đó. Dạ, made in Japan các bác nhá. Con này thì có được tích hợp đầy đủ núm bơm xăng phụ, chất lượng cho các bác. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.050.000. Ký hiệu là M15 các bác nhé. Tiếp đến là một con máy cưa Echo Curit tiếp. Thương hiệu Echo Curit là khá là nổi tiếng luôn. Các bác nào mà đã sử dụng qua hàng Echo rồi thì cũng biết à, một con máy cưa của hãng Echo thì nó lại cực kỳ bền bỉ, cũng như là tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu. Máy móc thì tình trạng linh kiện quá là bền luôn, và linh kiện thay thế sửa chữa cũng rất là dễ dàng các bác nhé. Và con này thì cũng không ngoại lệ, một con máy cưa Echo Curit 3300, công suất 33.4cc các bác nhé. Đầy đủ núm bơm xăng phụ, đầy đủ cho các bác làm. Con này mặt cắt là được 30 phân. Giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.900.000. Dạ vâng, tiếp đến là con M17, một con máy cưa Shinawa. Máy móc tình trạng con này tích hợp chụp giật trợ lực lò xo các bác nhé. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ từ A tới Z. Con này thì cực kỳ nhẹ luôn, em nghĩ con này thì nó chưa nặng cái 4kg đâu ạ. Rất là nhỏ nhẹ cho các bác mình sử dụng gia đình. Giá cả lại cực kỳ hữu nghị, chỉ 1.700.000 các bác nhé. Có tích hợp lam mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhé. Vâng, con M18 là một con máy cưa Tananka tay dài. Tình trạng cực kỳ VIP và chất lượng các bác nhá. Cho các bác nhìn qua phần bô ạ. Đây, phần bô này. Sáng keng xà beng đúng không ạ? Con này thì nó được dây giật. Dây giật thì còn trông còn như mới luôn các bác nhá. Tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Lại tiếp tục một chiếc máy cưa khá là VIP và chất lượng, người Nhật quên xài. Con này thì cửa hàng chúng em bán giá là 1.900.000. Cửa hàng chúng em vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Ký hiệu con này là M18 các bác nhé.
Dạ vâng. Còn các bác nào mà đam mê thương hiệu Komatsu Genowatt thì các bác tham khảo cho em con này. Con này là Komatsu G320 các bác nhá. Một con máy cưa cực kỳ bền bỉ theo thời gian rồi. Thương hiệu thì nó cũng quá là chất lượng rồi các bác nhá. Tình trạng máy móc con này thì cực kỳ đẹp. Tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá. Mặt cắt được 30 phân. Giá con này thì cực kỳ hữu nghị luôn ạ, chỉ 1.800.000. Mà vòng tua tiếng máy ở con này thì lại cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Và bây giờ qua M20 là một con máy cưa tay cụt cho các bác nào mà hay leo trèo trên cao, cắt tỉa nhánh cành đồ ở trên cao các bác nhá. Một con máy cưa Echo Curit GC301. Con này thì ký hiệu là M20. Giá con này thì cả chúng em đang xả giá rẻ, cực kỳ rẻ, chỉ 1.700.000. Con này nó có cái phần ốp lam thì nó hơi bị cháy một tí xíu thì cả chúng em thì xả luôn cho các bác nhá. Tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10. Cái phần cháy này thì vẫn sử dụng ok, không có vấn đề gì cả các bác nhá. Đó. Lam con này mặt cắt là từ 35 phân, xích làm xích là nguyên zin nguyên bản theo máy. Và cuối cùng trong lô máy ngày hôm nay là một con máy cưa M21, một con máy cưa Ryobi giá 1.900.000 các bác nhá. Máy móc tình trạng thì đẹp nhích nách luôn. Tình trạng cũng cực kỳ vip và xuất sắc, tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10. Con này lam, con này mặt cắt được 35 phân, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Có núm bơm sao phụ đầy đủ từ A tới Z cho các bác. Hết rồi. Vâng, và vừa rồi thì cả chúng em đã test nổ từng con một rồi. Và có đánh dấu mã máy từng con một. Nên là các bác muốn đặt hàng con nào, ưng ý con nào rồi, cảm thấy muốn đặt hàng con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929. Vào số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo luôn. Các bác nào mà có sử dụng Zalo, Zalo thì kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em để đặt hàng cũng như là để tham khảo thêm các bác nhá. Một con máy cưa rất là nhiều các thương hiệu, rất là nhiều những loại hàng máy cưa. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em không cần cọc, chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em xin